vụ sau làm trái nữa thì anh có tin dùng cái sản phẩm của Hoàng Minh không? Dù sao em giao cho anh nguyên bộ nữa. Vậy là có nghĩa là mình tiếp tục mình sử dụng cái bộ sản phẩm của Hoàng Minh thêm thêm tiếp tục nữa ha. Anh thích cái chỗ mà nó bông bông nhiều màu mặt chứ lắm. Dạ, mà trái lên màu sáng luôn. Dũng Mẫn Cầu Na Vlog xin chào bà con nông dân, xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay quay lại cái vườn Na Thái 270 gốc của anh Thái. Cái vườn này thì gần 3 năm tuổi. Thì cái vườn này thì hôm trước là áp dụng cái bộ sản phẩm của Hoàng Minh là bộ F5 gồm có chuyển mầm, ra hoa, canxi bo, lớn trái và cái calibo đó. Và trong cái giai đoạn mà tạo mầm đó dùng cái chuyển mầm kết hợp để tạo mầm thì chỉ phun thôi, phun hai cử rồi sau đó cắt cành. Thì sau khi mà cắt cành xong thì tiếp tục sử dụng các sản phẩm của Hoàng Minh như là rau hoa, canxi bo, calibo để tăng cái khả năng đậu trái. Và sau khi mà trái nó đã đậu thì áp dụng cái sản phẩm lớn trái, canxi bo và calibo của Hoàng Minh đến giai đoạn hiện tại là gần Tết. Này thì Dũng quay một vòng cái kết quả cho bà con xem ha. À, này, cái màu lên rất là đẹp. Chào anh Thái ơi. Hôm nay thì em chưa quay trở lại để thăm cái vườn của anh và làm một cái video ngắn cũng trao đổi với anh một số cái vấn đề. Thì anh cho em hỏi cái khi mà anh sử dụng cái bộ sản phẩm Hoàng Minh đó thì anh có cảm nhận gì trong cái vụ này? Bộ sản phẩm này hả? Thì khi anh xịt vô thấy cây nó ra bông bông nhiều lắm, rồi nó đậu trái cũng im nữa, được rồi là cái bông đợt đầu nó cũng nhiều mà đậu nhiều, bông này đậu được 3 được 4 mà còn gì đó. À, như vậy thì nếu mà không có sản phẩm Hoàng Minh thì cái vườn này tỷ lệ thì anh thấy là thua phải không? Cái vụ Tết năm trước cũng có đậu hành lằng đó, đậu cây già trái già trái À, bông trái rồi. đợt này nhà có áp dụng bộ sản phẩm Hoàng Minh mà trong cái mùa mưa mà nó vẫn đạt cái kết quả ha. Bông nhiều, bông nhiều. Dạ. Anh cho em nhận xét về cái độ lớn trái, cái màu trái nó như thế nào? Lớn trái thì anh thấy nó lớn cũng đều, trái lớn đều đẹp lắm. Còn À, cái màu thì thấy ở màu sáng. rồi anh giới thiệu với em cái sản phẩm coi. Nè, lớn trái Cái này. canxi bo ha. Rồi bây giờ anh tháo thử một vài trái, anh bỏ chai xuống đi, anh tháo cho em thử vài trái xem coi trên cái Tháo cây cái này đi. này luôn. Ừ. Rồi trái ở trong nữa đó, tháo vài trái đi em. Đây hả bà con, hình trái hiện tại hả bà con, cái màu trái vườn của anh Thái nè bà con. Để anh Thái, Thái tháo ra cho bà con xem ha. Đó, rồi tiếp lên Thái, tháo nhiều nhiều trái trên cái cây này đi. Đây, trái đẹp đẹp dữ dằn luôn nha bà con, màu sáng hực luôn. Này là vô hàng nhất hết rồi. Đẹp không tì vết. Màu đẹp rất là đẹp. Rồi, anh Thái à, cho em hỏi cái nếu vụ sau làm trái nữa thì anh có tin dùng cái sản phẩm của Hoàng Minh không? Dù sao em giao cho anh nguyên bộ nữa. Vậy là có nghĩa là mình tiếp tục mình sử dụng cái bộ sản phẩm của Hoàng Minh thêm thêm tiếp tục nữa ha. Anh thích cái chỗ mà nó bông bông nó nhiều màu mặt chứ lắm. Dạ, mà trái lên màu sáng luôn. Đợt này sử dụng cái bộ sản phẩm Hoàng Minh trái rất là đẹp ha. Rồi, cảm ơn anh ha. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi cái video của Dũng làm. Thì bà con có nhu cầu về các cái sản phẩm thì liên hệ với Dũng qua số điện thoại 0918 767 833, hoặc là cái sản phẩm thì bà con có thể liên hệ trực tiếp với công ty Hoàng Minh. Dũng thân ái xin chào bà con, hết bà con.